Ngọc Thơ, Thời báo chấm đề, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Lòng tự tin thái quá của lãnh đạo VinFast bất chấp sản phẩm đầy lỗi. VOA tiếng Việt ngày 5 tháng 6 có bài VinFast nhắm đến đứng trong tớp các hãng EV hàng đầu thế giới, luôn lắng nghe để hoàn thiện. Bài báo dẫn lời tỷ phú Phạm Nhật Vượng nói hôm 17 tháng 5 rằng VinFast nhắm mục tiêu thành hãng xe hơi điện EV hàng đầu thế giới và không ngại cạnh tranh với xe Trung Quốc. Vì căn cứ vào đánh giá của hãng thì thị trường xe điện còn rất tiềm năng, miếng bánh quá lớn để cho tất cả các hãng khai thác, nên VinFast và xe Trung Quốc giống như nước sông không phạm nước giếng. Và việc xe này cạnh tranh với nhau ở Việt Nam là điều bình thường, vui vẻ, thoải mái. Hình ảnh bài trên VOA. Tuy nhiên, VOA dẫn lời chuyên gia Trương Quý Hoàng Phương thuộc hãng ô tô BMW của Đức cho rằng VinFast có thể thua và chậm chân hơn các hãng Trung Quốc cụ thể là trong phân khúc xe nhỏ hạng A. Bây giờ mới tuyên bố Vinfast chạy theo sau thì cái đó ông ta bị thua thiệt. Nếu làm xe bình dân, xe rẻ chắc chắn Vinfast sẽ lỗ vì họ toàn thuê mướn cả nên giá thành phát triển xe rất là cao. Tiến sĩ Phương nói. Tiến sĩ Phương, chuyên gia kỳ cựu của BMW bình luận rằng việc phải tung ra xe hạng A trong giai đoạn này sẽ buộc Vinfast phải căng mình hơn nữa có nguy cơ làm trầm trọng thêm các vấn đề về chất lượng xe đã xảy ra với các mẫu xe hiện có đã bị báo chí Mỹ nêu lên và chỉ trích từ năm ngoái đến năm nay. Bình luận về các lỗi của VF8, VinFast khẳng định trong email gửi VOA hôm 2 tháng 6 rằng mẫu xe VF8 đã vượt qua các bài kiểm tra thử an toàn theo chuẩn FMVSS, tiêu chuẩn cấp liên bang về an toàn của xe cơ giới và của NHTSA thuộc Cục An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ, VF8 cũng có chính sách bảo hành tốt nhất thị trường, 10 năm trên 125.000 dặm cho xe và 10 năm không giới hạn số dặm cho pin, cùng các dịch vụ hậu mãi vượt trội giúp mang đến sự an tâm cho khách hàng trong quá trình sử dụng, VinFast trả lời. Mặc dù cốt lõi của sản phẩm là độ an toàn đã được chứng nhận chúng tôi cũng hiểu rằng vinfast không chỉ bán ô tô mà còn là ô tô công nghệ và như nhiều sản phẩm công nghệ cao khác ô tô công nghệ cũng có thể phát sinh một số lỗi trong quá trình vận hành chúng tôi luôn lắng nghe với tinh thần cầu thị để kịp thời nâng cấp và hoàn thiện sản phẩm và đó sẽ là quá trình liên tục để luôn đảm bảo cho khách hàng có trải nghiệm tốt nhất có thể đồng thời voa dẫn phát biểu của tổng giám đốc điều hành nguyễn vân anh của vinfast ở bắc mỹ nói trong một bản tin của trang Automotive News ngày 18 tháng 5 rằng hãng sẽ tung ra ba mẫu xe nữa ở Mỹ và bà dường như đề cập đến các bài báo đánh giá tiêu cực về xe VF8 gọi chúng là noise, tạm dịch là tiếng ồn gây nhiễu, hình ảnh xe VinFast bị triệu hồi ở Mỹ. VOA cho hay cũng trích dẫn bà Vân Anh, chuyên gia tin tức về ô tô Jalopnik, bình luận hôm 18 tháng 5 rằng hãng VinFast có sự tự tin thái quá vào xe của họ trong bối cảnh các cây viết chuyên về xe hơi ở Mỹ đã có một loạt những bài đánh giá nặng lời về VF8. Chalonic cho rằng lẽ ra hãng cần tạm dừng xem xét lại kế hoạch giới thiệu xe sắp tới và có những điều chỉnh cho các xe VF6, 7 và 9 để chúng thực sự cạnh tranh được ở Mỹ. Nhưng với thái độ này, điều đó xem ra ít có khả năng sẽ diễn ra. Chalunic đưa ra quan sát. Ở thị trường Mỹ, theo VOA, chỉ một tuần sau khi CEO Vân Anh có những phát biểu tự tin, lỗi màn hình của VF8 được xác nhận chính thức hôm 25 tháng 5 với việc cục NHTSA thông báo VinFast triệu hồi những chiếc xe đầu tiên bán ở Mỹ để sửa lỗi phần mềm, khiến màn hình trung tâm không hoạt động, một vấn đề có liên quan tới an toàn của xe voa cho biết với bề dày kinh nghiệm chuyên môn hàng chục năm tại bmw một hãng uy tín lâu đời ở đức tiến sĩ trương quý hoàng phương đánh giá họ vừa học vừa làm chẳng có kinh nghiệm gì họ tìm cách giải quyết lỗi kiểu giật gấu vá vai vì thiết kế có nhiều vấn đề mà người ta không chú ý ngay từ đầu để có sản phẩm bền vững ông phương chỉ ra ba lý do vinfast gặp khó khăn đó là các trung tâm vinfast thuê chỉ là trung tâm thiết kế chưa hề làm xe đại trà bao giờ họ không nắm được chiến lược bí quyết nghệ thuật làm toàn bộ một chiếc xe nên xe của họ thiết kế cho VinFast bị nhiều lỗi và VinFast thiếu kinh nghiệm làm xe thiếu thời gian và nung nóng VOA dẫn lời một chuyên gia ô tô khác ông Trần Khắc Huy người có gần 30 năm công tác trong ngành nói Việc kiểm soát chất lượng kiểm tra sản phẩm trước khi đưa ra thị trường có vẻ VinFast đang đốt cháy giai đoạn họ đang quá vội vàng. Bằng chứng là mọi người đều thấy xe Việt Nam bị lỗi rất nhiều, thường xuyên phải cập nhật phần mềm mới. Về phần cứng, mô đồ này lắp đồ của mô đồ kia có thể thấy khá rõ ràng. Ông Huy cho rằng VinFast sẽ không xoay sở kịp thời. Theo ông, trong 6 tháng đến 1 năm, VinFast khó có thể làm hài lòng các khách hàng đã có trải nghiệm không tốt về sản phẩm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Lòng tự tin thái quá của lãnh đạo Vinfast bất chấp sản phẩm đầy lỗi. Thông điệp của Thủ tướng Chính ngày 31 tháng 5 BBC tiếng Việt có bài Trung Quốc gây hấn trên biển Đông và động thái của Thủ tướng Chính. Theo đó, nhiều tháng trở lại đây, Trung Quốc đã tăng cường cho nhiều loại tàu hoạt động trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam EEZ gây căng thẳng trên biển Đông. Hiện nay theo BBC, tàu Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc đang hoạt động trong EEZ của Việt Nam từ ngày 7 tháng 5 gần các lô dầu khí mà Việt Nam và Nga đang khai thác. Hình ảnh bài trên BBC. Ngày 25 tháng 5, Việt Nam công khai yêu cầu tàu Trung Quốc rời đi khi các tàu này đang ở lô 129 do Việt Gasprom điều hành, nhưng Trung Quốc vẫn phớt lờ. Ngày 28 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, báo chí nhà nước Việt Nam không hề đề cập tới tên Trung Quốc trong suốt bài tường thuật về lễ dân hương tưởng niệm của người đứng đầu chính phủ. BBC dẫn lời tiến sĩ Hà Hoàng Hợp từ Hà Nội nhận định rằng đây là lần đầu tiên Trung Quốc dùng các tàu dân binh vào chiến dịch vùng xám ở biển Việt Nam, một bước được xem là leo thang xung đột trong khu vực. BBC cho biết ngày 10 tháng 5 tàu nghiên cứu Trung Quốc, hai tàu tuần duyên và 11 tàu đánh cá đã vào lô 0304 của việc shop Petro, một liên doanh giữa Zarubenev của Nga và Petro Việt Nam. Các tàu này cũng thường xuyên đi qua các lô 132 và 131 mà Việt Nam đã cấp phép cho việc Gazprom, một liên doanh giữa tập đoàn khổng lồ Gazprom của Nga và Petro Việt Nam. Trung Quốc đã đưa ra hồ sơ dự thầu cạnh tranh để cấp phép cho hai lô đó. Đây là hàng loạt các động thái mà ngày càng quyết đoán gần đây của Bắc Kinh trong EEZ của Việt Nam khi Bắc Kinh thúc đẩy tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, giáo sư Carl Taylor từ Úc nhận xét với BBC rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ lùi bước trước các tuyên bố chủ quyền của mình đối với Biển Đông, cho dù là dựa trên đường chính đoạn phi pháp hay yêu sách tứ xa. Hình ảnh BBC đưa tin Trung Quốc phớt lờ tuyên bố của Việt Nam. BBC dẫn lời ông Ray Powell, người đứng đầu dự án MiOSU của Đại học Stanford về Biển Đông nói với reuters rằng hành vi của trung quốc và phản ứng của việt nam là một sự leo thang đáng lo ngại tiến sĩ hào hoàng hợp nhận định việt nam lên tiếng các vụ tàu trung quốc cho thấy việt nam coi các tàu dân binh không phải là tàu đánh cá mà là tàu xâm phạm biển việt nam vi phạm pháp luật về biển giáo sư karthayer đề xuất rằng để thận trọng việt nam cần phải cắt cử các tàu thực thi pháp luật hàng hải thiết lập sự hiện diện ở vùng gần bãi tư chính và giám sát các hoạt động của Trung Quốc. Tiến sĩ Hào Hoàng Hợp đánh giá Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố sẽ bằng mọi cách để bảo vệ phần Biển Đông mà Bắc Kinh tự cho là của mình, kể cả sử dụng vũ lực. Nhìn lại năm 2017, 2018 và 2019, Trung Quốc đã quấy rối hoạt động thăm dò dầu khí ở vùng gần 749 và được cho là đã đe dọa buộc Việt Nam phải ngừng hoạt động thăm dò tại các lô của Resbon, một công ty Tây Ban Nha. Tuy nhiên, BBC cho biết, ông Taylor phân tích rằng tình thế năm 2023 đã hoàn toàn khác do cuộc xâm lược Ukraine của Putin cộng với yếu tố Nga và Trung Quốc đang hình thành mối quan hệ đối tác không có giới hạn. Nga hiện là đối tác nhỏ hơn và phụ thuộc vào Trung Quốc. Trung Quốc chắc chắn sẽ gây áp lực buộc Moscow phải can thiệp với Zarubenev và Gazprom. Nga sẽ miễn cưỡng đình chỉ hoạt động của các công ty dầu mỏ kiếm tiền và làm tổn hại đến quan hệ với Việt Nam. Giáo sư Khác Taylor nêu dự đoán hình ảnh tin Thủ tướng thăm Nghĩa Trang Vị Xuyên. Vị Xuyên là một chiến trường ác liệt trong cuộc chiến tranh biên giới kéo dài từ tháng 2 năm 1979 đến năm 1989. Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính đến đây dân hương tưởng niệm tại Nghĩa Trang Vị Xuyên khi chưa đến ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 cho thấy Việt Nam không quên hành động xâm lược của Trung Quốc năm 1979. Giáo sư Carter nhận định đây là một thông điệp rõ ràng gửi đến công chúng Việt Nam lẫn Trung Quốc. Thủ tướng chính đã báo hiệu cho người dân hai nước rằng Việt Nam sẽ chiến đấu để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Hà Hoàng hợp nhận định nếu các hành động chiến thuật vùng xám của Trung Quốc vượt qua các giới hạn phi xung đột thì có khả năng xung đột sẽ bùng phát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin thông điệp của Thủ tướng Chính. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm d